Không, rồi 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 đấy, thì cắn đúng không? nó nói qua nè. Em bé này là chân bé quá, đi không được thì phải ngủ như thế thôi ạ. À, chân bé quá à. Vâng. Tuổi này lúc sinh ra thì không có sữa mẹ ăn thì không sướng đâu. Rửa chân một tí. Cái giày bẩn Hôm nay quá. anh em có mua 2 giây sữa vào cho cháu Thì đi nhỏ vào vào nhà đi mọi người bẩn cho các là cháu. mình phải rửa. Một cân đất. Ở đây nước là ngủ có nước, nguồn nước nên là cái nước sinh hoạt của bà con ở đây thì khá là thuận lợi các bác ạ. À, lời đầu tiên thì cho Liễu xin gửi lời chào tới quý cô bác anh chị Thế và mạnh lạ thường quá. quân đang xem và đồng hành cùng vợ chồng Duy Liễu. Ngày hôm nay thì Đây, Liễu cầm đang cho con uống đi. đi đến hoàn Đây, cảnh chắc mà thấy hôm thấy nọ anh hai anh lạ. em gọi là tình Này, cúng cờ ra đây chú chú. có vào đây thì mua bé khá là đáng thương của các bác anh chị ạ. Để Đây, mà đây chú bóc cho. quý các bác Đây, anh đứng chị yên. được biết là em bé đó như thế nào và làm sao mà anh em lại đưa lên những cái thước phim này để kêu gọi giúp đỡ thì Thế còn mong quý các bác cháu anh chị bỏ con cái nhỏ thời của em gian kia là để chỉ uống sữa ấy à? dõi theo thước phim ngày hôm nay Uống sữa 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 cũng sữa ngoài. Ô em bé kìa. Ô em bé đây đây à. Đấy em Đây bé này này bị bạn này đây. này. Em đây phải không? Nọ nãy chị vừa hỏi đi cắt ngô phải không? Giỏi phết. Đây à. Đây quý cô bác anh chị ạ. Đây là cái hoàn cảnh mà hai anh em đang muốn nói đến đây ạ. Mẹ của Tiến ơi, chị nói với mẹ của bạn này là bạn này được mấy tuổi rồi ạ? Hỏi à đây 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 em đây phải không? Em ra đây chị nhờ một tí. Em này khá là đây này, khá là giỏi tiếng Kinh các bác ạ. Em về đây chị bảo một tí, em tên là gì nhỉ? Hả? Em tên là gì nhỉ? Tên là Nô. À tên là Nô, ra đây Nô, ra đây đứng Đây, em nào. ngồi ở đây, em Nô ngồi ra đây đi. đứng nào. Nãy Nô vừa Đây. trả lời chị giỏi lắm mà. Đây là đi trên đường đi lên đây thì thấy Nô đang đi hái ngô. Nô, đây là em của Nô à? Vâng. À, thế em của Nô đây được mấy tuổi rồi? 2 tuổi rưỡi ạ. 2 tuổi rưỡi thôi à? Vâng. Em Nô có thể nói qua cái của em của Nô cho quý cô bác anh chị quý mạnh thường quân được biết được không? Đấy Nô nói qua nè. Em bé này là chân bé quá, đi không được thì phải ngủ như thế thôi ạ. À, chân bé quá à. Vâng. Có nghĩa là 3 tuổi rồi nhưng mà cái chất dinh dưỡng và cái độ phát triển của em không được đều, đúng không? Vâng. Hiện tại của cô bác anh chị Tùng quay vào em bé rõ hơn để cô bác anh chị được biết. Hiện tại thì theo bé Nô nói giới thiệu qua thì là hiện tại bé này là được 2 tuổi rưỡi rồi. Vâng. Em tên bé bé tên là gì ạ Nô? Đây là tủa. Tên là Tùa à? Vâng. À, tên Tục là à? Tùa, hiện tại Tùa đã là 2 tuổi rưỡi là sắp 3 tuổi rồi. Vâng. Và cân nặng thì biết cân nặng của em không? Nó không biết đâu. Không biết cân nặng tuổi Nô cũng chưa cân em à? Như Chưa cân cháu đâu. này chắc cân lên chắc được 3 tuổi ấy, khoảng tính ra là nếu mà 3 tuổi thì sẽ rơi vào khoảng từ 13 đến 15 cân. Đấy là một trẻ bình thường. Đấy, thì hiện tại thì nếu mà cháu này so chắc với thì tầm 8-9 cân. so không không đến đâu, em nghĩ là không đến. Em bé nãy vừa khóc oe oe kia còn nhìn còn to gần bằng này Em thế. bé kia Đấy, chân phải to hơn anh này ạ. đấy là đứa đấy là em của đứa của cháu bé như này. À đấy là em đấy, mẹ mới đẻ thêm em Đây. này. Để em bé đấy. Đấy.
Cô ba anh thấy chị và thầy thì thấy là Tùng zoom vào cho cô ba anh chị được nhìn rõ hơn. Hiện tại là cái độ phát triển của em ấy là không được đều cô ba anh chị ạ. Đầu thì to hơn cơ thể, chân của em ấy thì bé này, rất là còi này. Nếu nắm cho cô ba anh chị, hiện tại em đang sợ là chân bé tí này cô ba anh chị ạ. Đây là chân rất là bé, đầu thì to này. Đầu to hơn, phát triển hơn đều. Em ấy trong tình trạng bây giờ là hai anh em cũng không thể suy đoán được cái căn bệnh nhưng của em đấy như chắc thế nào. Chắc là phải suy dinh dưỡng. Vâng. Anh... Đây em bé này tầm bao nhiêu tuổi đây? Mấy một trẻ trông đấy. Mấy... Ôi trời. Một tuổi thì ôi trời. Mấy tuổi rồi? 3 tuổi rưỡi đây. Ba đây là 3 tuổi rưỡi này. Đấy, gọi là chênh nhau 1 tuổi. Chênh nhau hơn 1 tuổi. 1 tuổi. Ừ. Thì đây 2 tuổi rưỡi kia, 3 tuổi rưỡi thì gọi 1 tuổi. Con của mì kia nó 1 tuổi rưỡi rồi. Nó đi được rồi. Đấy, có nghĩa con của mì bằng tuổi với cả của cháu nhỏ này. Con của mì của tay đấy. Ừ. Đấy. Mì của tay. Đã đi được rồi đấy. Bây giờ đây là cái hôm nọ cái thước phim nọ em thấy là... À đâu, con của mì ít tuổi hơn. Ít tuổi hơn à? Ít tuổi hơn con này nhỉ, ít tuổi hơn. Vì con Mỹ mới được có hơn 1 tuổi thôi. À. 1 tuổi rưỡi. 1 tuổi đã đi ầm ầm rồi đấy. Đấy. Thì 11 tháng thường thường là 11 tháng là biết đi rồi. À, chập chọe đi rồi, cái đứa phát triển nhanh thì là 11 tháng là đã biết đi rồi. Biết tụ bảo em đi à tụ. À nhập nô bảo em đi à? Nô. Nó không biết đi đâu. Để em di chuyển đấy, hôm nọ thấy anh Long hôm mà di chuyển hai cái chân đạp để đi. Đi quanh nhà đấy phải không? Khi nào muốn đi là cứ ngồi cái này xong rồi hai chân là lê đi thôi. Vâng. À. Thế bây giờ tụ nô mấy tuổi rồi? 14 tuổi rồi. 14 tuổi bằng với lại Tiến nhỉ? Ừ, bằng Tiến. À, bằng với Tiến. Lúc sinh tuổi này, lúc sinh ra thì không có sữa mẹ ăn thì không sữa đâu. À, nô bảo. Ngoài thôi. À. Nhưng sữa ngoài trên này thì cũng không có như kiểu đi ở dưới quê mình được. Nói chung là nếu mà sữa ngoài thì một là sữa ông thọ. Ngày xưa thì thằng lớn như anh thì chả thế, chả toàn bộ sữa ngoài hết. Toàn đi mua sữa ngoài hết, mẹ có sữa đâu. Mãi ra đẻ thằng thứ hai mới có sữa. Thằng lớn thiệt thòi là không có sữa, toàn bộ được sữa ngoài hết. Nhưng mà mình ở dưới đấy mình còn có ăn uống đủ các chất. Như trên này thì em bảo có gì đấy, nhưng nếu mà toàn nấu chỉ nấu cháo trắng thôi thì không có chất được đấy. Như dưới kia mình còn thịt này thịt kia xong là ruốc này ruốc kia để nấu. Như trên này thì ở bà con vùng cao thì không đủ điều kiện như dưới mình này đấy. Dưới mình địa hình thì hiểm trở đấy. Nếu mà bảo là không có thịt thì như ở dưới xuôi thì bảo là không có thịt lợn thì mình có thể nuôi gà hoặc là nuôi thêm cá. Nói chung là dưới đấy. Mình thì bữa nào cũng có thức ăn. Như trên này như nhà Mỹ lần trước em biết không? Lên gần bảo 1 năm, hôm anh mua thịt lần đầu lên mang bảo bây giờ mới được ăn thì 1 năm nay mới được ăn thịt. Mới có tiền đâu mà mua. Không có tiền để mà mua chứ. Nhưng mà bây giờ như ở dưới kia thì còn bảo là nay ăn cá thì mình có đất ấy để đào ao, còn đây thì xung quanh đây toàn đá thì làm sao mà đào được ao đấy, thì làm sao mà phát triển kinh tế được, thì bà con vùng cao đây cứ mãi qua đời này qua đời khác thì họ vẫn cứ nghèo vậy. Bé nhiều sợ ấy chị. No. No. À, chân bé tí thì... cái này bé bằng như kiểu em bé mới sinh ra đấy. À tủa đây là tủa đây kia là có phải mẹ kia không? Phải. À, tủa. Nó trẻ đứa bé thôi. À, đấy là mẹ, cũng là mẹ của tủa. Vâng. Cũng là mẹ của nô à? Vâng, không phải. Nô lại mẹ khác à? Vâng. Không, đây là em chú. Chú là... Có nghĩa là anh của nô này là lấy cái kia, đứa kia. Điều mẹ của tổ đấy, chị dâu ạ. Đấy, chị dâu hiểu chưa? Ấy, chị dâu. À, chị em dâu. Chú chị dâu. Chị dâu kia bao nhiêu tuổi? 15 tuổi à? 15 tuổi. Sao bảo 17? 17 chứ. 17 hay 15? 17. Hỏi chị nào, 17 hay 15? Tiếp tiếp vào trẻ sổng à? 17 tuổi à? 17 bằng tuổi Mỹ, hôm thước phim trước rồi bảo 17 tuổi bằng tuổi Mỹ mà.
17 tuổi, hiện tại là 17 tuổi, nhưng mà chắc chắn là lấy chồng thì khoảng tầm... Lúc 14 tuổi. 14 tuổi. Bảo em uống đi, bỏ vòng bón cho em đi. Đó, sờ ngừa thì không thích uống đâu. Thế á? Thì bây giờ mình đang lạ này này, ít nào thỉnh thoảng vào nên là cháu sợ. Đây các bạn, chân của cháu nhỏ rất là bé các bạn. Này là không đủ chất dinh dưỡng để nuôi cơ. Không được để chú chân để mà nuôi cơ thể. Nuôi hết được cơ thể. Cái này thì rất cần sự quan tâm và sự giúp đỡ của tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước. À, có thể chung tay đồng lòng giúp đỡ cho gia đình có một chút ít kinh phí để cho cháu nhỏ đi viện để khám, để cứu chữa kịp thời để sau này cho cháu còn đi lại được. Nhưng giờ cháu con nhỏ này thì rất là khổ. Nếu mà giờ mà không cứu chữa sớm thì sau này lớn lên thì khổ lắm. Nếu mà... Đấy, cháu bị liệt luôn đấy, em nghĩ đấy, em nghĩ nó... Không, liệt thì không liệt. Vì là cái chân kia vẫn đi được mà. Nhưng mà sau thường một thời gian nếu mà cháu không đi được. Lại... Có nghĩa là nó đi lại nhưng mà chỉ đi lại chỉ có như kiểu là cái chân gạt gạt để bới đi thôi. Còn nếu mà liệt thì là không cử động được. Phải đưa chân phải đứng yên mới là liệt. Còn bây giờ chân vẫn hoạt động bình thường nhưng mà không đứng lên để đi được thôi. Đấy. Này thì giờ chỉ có mong quý cô bác có xem được thì hãy giúp cho gia đình có một chút ít kinh phí mẹ gia đình ngồi xem là để xem là để cháu nó có ra mẹ không đưa cháu đi mẹ. Bệnh viện để cứu chữa kịp thời các bác ạ. Vì bây giờ còn trẻ còn bé này thì mình mẹ ngồi xuống, đi mẹ ngồi xuống chi phí nó. Thì xem nó có để chữa bệnh thì nó cũng đỡ tốn tiền hơn chứ sau này để lớn lên rồi thì khó lắm các bác. Em bé thứ hai thì khá là mập mạp, em bé thứ hai được mấy tháng rồi hai tháng à chắc hôm lâu lâu đây anh đi qua lên trên nhà Mỹ đây là hôm đấy là ăn đầy tháng một tháng đúng không? Hôm lâu lâu cách đây cũng phải hơn một tháng rồi là anh thấy ở dưới này đông đông người mà đi qua à thế hôm đấy là ăn đầy tháng cháu nhỏ này. Đây là cái ghế mini. Anh Long cái ghế mini. Mẹ tí. Ghế này chắc khả năng mang đi bán đấu giá. Cái ghế này chắc là dành cho tủa. Mẹ thử lùi xa xa ra một tí để xem là con nó có di chuyển đến không, gọi tủa đến không. Gọi nào. Đấy, nhá, nhìn đi. Chân đi nhá. Đấy, không phải liệt mà là cháu đi sau này nó sẽ thành như cái thành tật ấy là nếu mà không cho đứng lên để đi thẳng lên là sau này cứ thế là đi thì cả lớn cũng thế. Gọi nào, mẹ gọi nào. Mẹ gọi con à? Đấy đi chia em đi, gọi chia cho em đi. Gọi bảo là... Gọi bảo đi. Đang nhìn long sợ. Cháu rất là thảo nhé. Thế mẹ bảo cái là cho luôn. Em thì khá là mập mạp. Còn anh thì... Này. Này nếu mà bé có cái xe lăn có khi lại đi được ấy nhỉ? Cái xe lắc. Đấy, cái xe lắc cái xe tập đi. Đây này. Cho cháu ngồi vào đấy thì được. Em mà thả tay nó run luôn nhiều là không có sức ấy. Không có bàn chân không có sức để đứng để giữ được cơ thể thăng bằng. Đúng, các anh chị có thể nhìn đây, chân này bé tí này. Chân nó bằng tay luôn đây này, người ta có câu chân bằng tay bằng tăm đây này. Đấy, đầu thì to, bụng thì cũng to. Bụng này to này. Đây, bụng to với cả đầu to. Chân thì lại còi quá. Sợ lắm rồi, nhưng mà cháu nhỏ cháu run lắm rồi, sợ luôn rồi, nhưng mà không dám khóc. Nô tí bảo dặn mẹ là cắt cái móng tay móng chân của con đi nhá. Không là con này không di chuyển bằng chân được, không đi lại bằng chân được thì cháu đi dê bằng này thì cắt đi những cái con vi khuẩn này là chui vào những cái móng tay móng chân này. Nhớ nhá. Bà con ấy một tí. Ăn bim 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 bim. Ăn chứa. Ăn đi.
Bé tí này, tay bé tí tí luôn ấy. Tay em có khi còn to hơn ấy. Uống đi. Uống đi. Con ăn gì đấy? Ui, thì nó bóp. Nếu mà được của cô bác anh chị trợ duyên thì chắc chắn là sẽ chiếm tỷ lệ từ 80 đến 95% là cháu có thể đi lại thì hầu như là bình thường. Đấy. Cho em ăn mới nào. Không chịu đi phải không? Thế làm nào để cho em đi nhỉ, để cho cô bác anh chị được biết là cái hoạt động của em hàng ngày, đi lại của em hàng ngày đi như thế nào. Đầu to hơn người đấy nhỉ. Thấy đầu to hơn người. Đầu và bụng to, phần đầu. Bụng cũng to. Nói chung là phát triển được mỗi từ bụng lên thôi. Từ chỗ rốn là lên là phát triển. Nhưng mà lên tới trên chỗ đầu thì lại ở phần dưới chỗ cằm thì bé, nhưng mà trên đầu rất là to. Đấy. Yeah. Theo như kiểu nô nói là đẻ ra là không được ăn sữa mẹ. Đấy, thì em đẻ ra em lại được ăn sữa mẹ thì lại bù bẫm hơn. Ai trời ơi, nhìn cho ghét thương. Không phải, với cả lúc mà em gái này lấy chồng về lúc đấy còn quá ít tuổi em hiểu không? Ít tuổi, không đủ nuôi cơ thể mẹ đã khó rồi nhá. Xong con lại không có sữa cho con nữa, thành ra là sẽ thiếu rất là nhiều chất dinh dưỡng. Vậy lúc đấy là còn quá là trẻ tuổi nữa. Em bảo 14 tuổi thì làm gì, nếu mà như ấy 14 tuổi sinh sản như thế thì là ấy, quá tuổi, quá trẻ. Không, đấy đẻ ra quá trẻ, đã làm mẹ rồi. Nono gọi em hay nào? Gọi em xem nó có đi không? Em bé kia đang vừa ngủ vừa cười, đang mơ. Chị hỏi xem là nhà, xem là cái cháu bé này nè, theo ai nhất chị hỏi, và theo ai nhất trong nhà. Theo mẹ phải không? Mọi lần toàn theo mẹ thôi đúng không? Mọi đặt đặt ra đấy cho nó bò ra. Chị đây này, đây là đầu của bé này, còn đây là chân của ba anh chị ạ. Chân này, chân sẽ teo dần, đầu to hơn chân. Thank you.
mẹ của cháu có biết nói tiếng Kinh không? Không biết. Không biết nói à? Thôi thì có lẽ là thước phim ngày hôm nay thì anh em cũng kết thúc tại đây. Và rất mong quý cô bác, anh chị, quý cô Mạnh Thường Quân sau khi xem được cái thước phim này thì rất mong là sẽ có sự trợ duyên, một sự trợ duyên nào đó đến với bé Tủa này để cháu có chút kinh phí để đi chữa trị và thăm khám xem là cái tình hình, cái căn bệnh của cháu mắc phải như thế nào. Và cũng rất mong là quý cô bác, anh chị, những ai đang xem cái thước phim này cho kênh Duy Liễu và Long Cơ Khí mỗi kênh một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn và sẽ là cầu nối để kết nối giữa những hoàn cảnh khó khăn để bớt chút phần nào đó cái sự thiệt thòi của các em. Sau đây Liễu cũng xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người.